Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi công khai quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và kêu gọi các nhà đầu tư tham gia, đã có nhiều nhà đầu tư vào cuộc. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có Vingroup và TNT đăng ký xin triển khai thủ tục đề xuất dự án. Văn phòng, phòng chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, tổng công ty đường sắt cho ý kiến về việc giao Vingroup và TNT lập báo cáo tiền khả thi và khả thi các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội theo hình thức xây dựng chuyển giao doanh nghiệp sẽ từ bỏ kinh phí để lập báo cáo, nếu không được chọn thì cũng không yêu cầu bồi hoàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất cho VinGroup và TNT nghiên cứu đầu tư 3 tuyến đường sắt đô thị thành phố, ưu tiên đầu tư giai đoạn đến năm 2025. Theo đó thì VinGroup đề xuất đầu tư hai đoạn tuyến, tuyến số 5 đoạn Văn Cao Hòa Lạc dài 38,4 km và tuyến số 2 đoạn Trần Hưng Đạo Thượng Đình dài 5,9 km. TNT đề xuất tuyến số 4 Mê Linh Sài Đồng Liên Hà dài 54 km. Hai doanh nghiệp cam kết sẽ tự ứng vốn để triển khai nghiên cứu, lập báo cáo, không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và sẵn sàng bàn giao toàn bộ hồ sơ, báo cáo khả thi cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trong trường hợp được chọn là nhà đầu tư chính thức, hai doanh nghiệp này sẽ được hạch toán chi phí nghiên cứu và chi phí dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết sẽ thuê chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và năng lực để theo sát tiến độ đề ra ngay sau khi dự án được chấp thuận. Dự kiến đề xuất sẽ được trình Thủ tướng xem xét và báo cáo Quốc hội thông qua tại kỳ họp trong năm 2018.